Bình thường cái nam cái tiếng nào trong bệnh phổi mãn tính cái
Bắt đầu mời giấy
mấy ông mệt rồi á. Môn này là ngồi đầu nhất nha, cái môn này là không đầu nhất. Bên này cái chỗ này cũng là đầu nhất, đây là không đầu nhất. Chị nghĩ gì? Có thể viêm không? Có thể viêm phổi, có thể u không? Sao không? Cái môn ngồi đầu nhất thì cũng phải là u. Nếu như